Hoa hậu Hương Giang khiến fan xót xa khi ngày càng gầy đáng báo động. Sau khi đăng quang Hoa hậu chuyển giới quốc tế 2018, Hương Giang ngày càng gầy đi trông thấy. Điều này khiến nhiều người hâm mộ Hương Giang lo lắng. Mới đây, Hoa hậu Hương Giang xuất hiện tại buổi casting người mẫu do show thời trang. Tại đây, người đẹp chuyển giới mặc bộ đồ liền tông xanh ôm trọn đường cong cơ thể. Bộ đồ này còn giúp Hoa hậu chuyển giới quốc tế 2018 khoe khéo vòng 1. Bên cạnh những lời khen ngợi về vẻ ngoài sexy của Hương Giang, cũng có nhiều ý kiến cho rằng cô nàng quá gầy, giống bộ xương quá, hai que củi di động, gầy quá. Đây không phải lần đầu Hương Giang được fan góp ý về chuyện quá gầy, nhất là sau khi trở về từ cuộc thi Hoa hậu chuyển giới quốc tế. Họ mong rằng Hương Giang sẽ chú trọng việc ăn uống và sức khỏe nhiều hơn nữa, tránh để rơi vào tình trạng chỉ còn da bọc xương. Hoa hậu Hương Giang xuất hiện tại buổi casting người mẫu cho show của nhà thiết kế Đỗ Long. So với trước đây, Hương Giang gầy đi trông thấy. Nhiều cư dân mạng báo động về thân hình quá gầy của Hoa hậu chuyển giới quốc tế 2018. Cảnh chứng tỏ Hương Giang ngày càng hốc hác sau khi đăng quang Hoa hậu.